លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីគោរពនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលរៀបចំឡើងដោយអគ្គនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យយុតិធធម៌នៃក្រសួងយុតិធធម៌នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីបេសកកម្មរបស់នគរបាលយុតិធធម៌តើនគរបាលយុតិធធម៌មានបេសកកម្មយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ក្តី ចំណុចថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញវាគ្មិនដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងយុតិធធម៌មកបកស្រាយជូនលោកអ្នកនាងមានអាយដាមផៅសំភីជាអគ្គនាយកស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យយុតិធធម៌នៃក្រសួងយុតិធធម៌ជំរាបសួរអាយដាមអាយដាមកើតរិទ្ធជំរាបសួរអាយដាមចាអាយដាមគឺជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធធម៌និងអាយដាមប៊ុនហុនជំរាបសួរអាយដាមអាយដាមក៏ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងយុតិធធម៌ផងដែរ លោកអ្នកនាងទូទាំងស្នេហ៍ជនជាទីគោរពកាលពីសប្តាហ៍មុនអាយដាមវាគ្មិនបានជម្រាបលោកអ្នកនាងខ្លះៗហើយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធនៃនគរបាលយុតិធធម៌ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាយដាមប៊ុនហុនមានប្រសាសន៍ជម្រាបទូទាំងស្នេហ៍ជនឲ្យបានជម្រាបអំពីបេសកកម្មនៃនគរបាលយុតិធធម៌វិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់បេសកកម្មនៃនគរបាលយុតិធធម៌នោះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអាយដាមរំលឹកខ្លះៗជម្រាប
នគរបាលយុតិធធគឺថាមាន 3 សំខាន់ក៏យើងពិនិត្យទៅគឺថាទី 1 គឺមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធធ hai nó không nói riêng bình luận khởi miền trái nó không biết ra hà sập hà sập rằng pi đại trái bẹp bòn trên nương rạch chân nào sầm bòn này nó có bao giờ được thoát mà cha chấm bùa pe sắc cam rập bòn nó có bao giờ được thoát tại giang định đại khai chấm bùa pe sắc cam nó có bao giờ được thoát riêng bình luận khởi trái pi miệt ra hà sập phẩm muối lộ độ đòn miệt ra mà rồi mà thấy nó không còn đi tệ vị thi pro một đòn thằng mày nấy cứ tha dừng chạy bệnh chạy cho ba hồng pi pes cả cam sầm khăn khăn rồi bỏ nó cố bài dược thọ nắng cứ khơi nó không biết ra chất sầm mùi không biết ra chất sầm mùi nấy dừng nhẹ hồng pi pes cả cam sầm khăn bỏ nó cố bài dược thọ nắng cứ tha chạy chạy chỉ pi thông thông sầm khăn tạm vật đó cứ tham viên trào chấm nói na nó không pes cả cam bòn trái khi ông sầm lược về nhẹ chỉ pi thông rồi chạm dừng bị nứt lủng ất nó không pes cả cam pi thông nó tiệt bả nó không pi này cứ tìm mũi mà nó có bao nhiêu thò con miễn sức ẩm nai nó không cao pin nứt xoay robot làm mờ cứ thả con pin nứt xoay robot làm mờ nâng cứ miễn chạy chen chia chậm nói sầm khăn khăn tôi tiệt cứ thả tìm mũi cứ thả pin nứt xoay robot đào cái khuôn ấy miễn này thả mình tray nó có bao nhiêu thò rồi có dừng gì chỉ tụ tới thả nó có bao nhiêu thò nâng con càng nào khơi bọt làm mờ càng lắng con miễn sức phơi cái cá năng đòi khuôn ai đòi mình chạm bạch ba bị chia bỏ rót bằng đề hơi chấm nói tí pi cứ tha có ai từ tua bịa bẩn đằng bịa bẩn đằng nâng cứ tha bẩn đằng dùng miên chạy chạy chỉ pi cứ bẩn đằng tiêm tía nâng bẩn đằng bỏ hà nơi non nít nhâm sôm anh nhát chấm riệp tích bịa phòn thật ta vậy đó ha tha bẩn đằng tiêm tía bẩn đằng tiêm tía cứ sầm đau từ lơ bẩn đằng rộp bỏ bị chia bỏ rót rồi đại chỉ chôn rồng cua nó không nông bọt là mới nào mới nó còn đăng tàu tháp ban miền sầm mặt cây cứ thả về nick cứ thả đăng tàu nó có bao nhiêu thò đang tại mặt đó nó không nông cả tiêm tía ao tháp ban miền sầm mặt cây nấy đo sai đòn tiệt tô chôn là mơ đại bộ phật đang tiêm tía nó sầm non cả khối khác đang chìm người chật đại bán bộ phật mà lời còn hai chấm nói mới tiết cứ bẩn đăng bò rì hà bẩn đăng bò rì hà cứ sầm đau từ lơ bẩn đăng vê mục bọt là mơ cứ tha bằng hai rồi có bọ à krat nợ bọt là mơ đồng bấy ao ấy tháp ban miền sầm mặt cây nắng có chia nẹt miền sất nợ khôn cá pin nứt nâng xoay rộp hoạt tàng nợ khôn bọt là mơ nắng đồng bấy chắp chốn là mơ máu bắt đòn tiệt tốt tạm chụp bám nấy cả hai tháp bẩn đăng bò rì hà chẳng nợ khôn bẩn đăng bò rì hà nấy cứ tha ai thuê làng chuồn cá đòi tạ tẩy chuồn cứ tha chuồn để cọt đào tức rưỡi có cọt bàn đằng bị bọt là mưa nắng hái cọt đằng bỏ ra tớ mình trái nó có bài dược thọ đam miên sự mặt cây nè đam bay mình trái có bài thọ nè thuê bằng pin cây cà nè nè rưỡi có chuồn cá bằng đằng bỏ ra nè ai thuê đòi mình trái sát thiền nặng và
đại chúng bạn dưỡng cộng nọt đấy là con ông biệt ra sai phí cái tham mình trai xa thiền nát miên cả tập và cách là con ông cả phương bản đăng bỏ ha bà sân chỉ có bán đăng ông pi bỏ là mười năm buổi nếu nhom xong bị chết vì bản nhà bản đăng nắng tập pi bản đăng sân hay bản nhà tập tu bản đăng để nhom lượng bài mấy cái tham ai tập tu pi nào khác cứ tìm mối ai tập tu pi chôn rồng kro chôn rồng kro để cá nấu hay rừng bỏ là mười năm cá lang còn rồng kro nó còn phương bản đăng nắng tàu mình trai nó có bài dịch thọ tầm bay ao mình trai có bài dịch thọ chặt cá nó cái cá nắng rồi chuyên cá còn ai tự tu bản đăng tam dạ tại tây chuyên đại khi nhập ban chủng nghiệp chuyên ban mấy cứ chia bộc hết bản đăng bò để hà nắng ai hai chuyên cá tiết việc bản đăng nắng bản đăng ní còn ai tự tu tam để dạ chia là bài cá rồi bỏ nét nghiêng là có bài dịch thọ đại chia nét chủng nuôi ao mình trai có bài dịch thọ nắng bà hay chấm nói tiếp thông về phần về các cam thông và cọt tiết cứ tha miễn sách nội khung sách ẩm nai khung cả thôi cả sơ ông kết xoay rộp hoạt táng nội khung bọt lầm mơ và chặt đáy nội bọt lầm mơ mình chặt đáy đại dương prapiệt mà dạng tiết tha sơ ông kết bọt thầm về phần đó nội bọt lầm mơ mình chặt đáy cái prapiệt tha sơ ông kết bọt thầm ចាអាយដាមមានភាសាថាបេសកកម្មរបស់នគរបាលយុតិធម៌របស់យើងគឺមានចំណុចធំៗពីរគឺសើបអង្កេតនិងពិនិត្យនិងស្វែងយល់បទល្មើសចាហើយនគរបាលក៏ទទួលពាក្យបណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះផងដែរតើតើតើនឹងការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមអង្កេតនិយោថានៅពេលដែលនគរបាលយើងទទួលបាននូវពាក្យបណ្ដឹងនេះហើយតើគាត់ចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅលើពាក្យបណ្ដឹងនេះបាទសូមថ្លែងអំណរគុណបាទលោកស្រីពិតិការនេះ ដោយឯកឧត្តមប៊ុនហ៊ុនបាទលោកឡាបានលើកឡើងម៉ាញ់មិញគឺថាទួលបេសកកម្មចម្បងរបស់នគរបាលយុតិធម៌ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងដំណើរការរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌនេះគឺទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយនៅពេលដើម្បីធានាថាប្រសិទ្ធភាពនៃការងារដំណើរការរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌយើងបានកំណត់នៅវិធានការមួយចំនួនស្ទាក់ទងនឹងចំណាត់ការលើពាក្យបណ្ដឹងដែលធ្វើឡើងដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ ដំបូងផុតនៅពេលដែលគាត់បានទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺចាំបាច់បំផុតគឺត្រូវតែធ្វើកំណត់ហេតុនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងកំណត់ហេតុនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងនេះគឺត្រូវបញ្ជាក់អំពីហៅថាអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកបណ្ដឹងបាទទីកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលពាក្យបណ្ដឹងពីអំពើល្មើសមានន័យថាដែលបានគេបណ្ដឹងហើយនឹងពីបញ្ជាក់ព័ត៌មានមួយសំខាន់មួយចំនួនទៀតតកតទៅនឹងគុណភាពរបស់អ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងគឺឈ្មោះនិងឋានៈរបស់មន
mình chế phía xa cứ mình chế phía xa khám ái mình tay nó có bao giờ thoát ách hào rộng nè bỏ bài hay tuốc nông cắt ở này nà cả đói cứ chấp bắp hàm khót mình ai tham tay nó có bao giờ thoát nâng dô khní ánh để chế phía xa bỏ tê rư còn bà con đi bột hát rư mình tay lại tay tiết để chô rùm trong quá bạch ca đầm bây thưa cả cọt ra cả tù biệt đăng nâng đầm bây bỏ bài tê cứ bỏ bài nè bỏ bài trâu ta mình lạc nạ kè thả ai kì rít do bị nẹt cào được chứ nẹt cào để do nẹt bọ prai nông chấm nón khi ai những cứ nón ở miền một cấp hiệp này cái hào thà cầm nọ thay hay nó không có gặp khăn gì đấy đầm bay cái hào thà thân nia nó tập sự tập hiệp đầm bay ở hàng ở nhà thô thà là ca chìm xe cứ prairie ở nhà để miền tuần ti sầm khăn chỉ đặt nẹt đặt nón càng gì bà sầm rọp sầm rúa nâng đặt nón càng gì bỏ một tay nó có bao giờ thô nữa cướp ong cấp hiệp bỏ nó có bao giờ thô tàu tại miền bình chi từ tuột bẹp bình đằng bình chi từ tuột bẹp bình đằng nữa cứ tàu tại miền cái hào thà chỗ này tết sầm khăn mua chấm luôn đôi tờ tờ cứ tạ sinh nhà bọn nẹp đắng cà phê chè này cả đã bịa đắng mua năng thần nạn bọn tây nó có bao nhiêu thoa để từ tuột bịa đắng và phê đến bơ làm mỡ hái chấm nạt cà lợi bịa đắng người từ than nó bê ban từ tuột bịa đắng hái tam tây nó có bao nhiêu thoa năng bình chun bịa đắng năng tờ bịa nhá rồi có quạt phơi cà sớm kết bà Thompson hay nhưng mà chỉ biết bên ít chồng bà lợp bằng hai đáy hàng cà xuông nhiều thoa xạ cà chấm muối năng cà xuông hạt tây bàn hiệp chom chia rụp môn này cái thà cầm nát hai từ tuột bịa bắt đằng cả đôi chiều bệnh chi này bịa bắt đằng đá đây là khi bạn hàng cả xuồng hàng tây hàng kẹn dụng non cà nó có bán các bạn cứ hào thà các buôn này tiêu thì bà đặt cá bọn có bài giờ thò hay ní dân cả nhà bằng hai tuổi này chôn thay dân bán riêng hái cứ bệnh chi này bịa bắt đằng để thà tại miền nào chôn thì tết đôi khi bạn lực láng hai đôi bàn cầm nát nó không mệt ra chất sập bấy này cầm này tiêu thì cầm một toàn dương và tổ mốc cứ kẹt tôn nâng cả tập cách ở bọc mình tây nó có bao nhiêu thô nó về để quạt bàn từ tuột bịa bẩn nắng cứ bàn để thà quạt rồi để chặt cao và đằng nó phliem phliem cứ thưa ca sớm kết rứa có mình chun bịa và đằng đấy tàu về nhà bị phù tham miền về nhà tết đẹp chỉ mà cha nó không mà đằng ná hay chỉ nét đặc non sầm rộp nó scam một phía ở bọc họ nó có bao nhiêu thô hay miền không cả cả này mua chấm nuôn thà
nó có bao giờ thua miền sân ai với cả sớm kết nó bàn phải tốt biệt bằng đấng đòi ai ấy rứa có xóm ca này nóm bỏ về nhà bằng tay miền cả này khác cứ cho bác bàn cầm nó thả nông cạn này bót ổ cực cứ ca xóm ca này nóm chăm bách bỏ về nhà cứ chỉ cả chăm bách hay nó không cho bác dưỡng cứ mệt ra chất vốn bàn cầm nó thả bởi cả nà bàn tốt biệt bằng đấng bỏ ra há cứ miền cả thả để miền mù là hết cầm nó thả ai xóm rôm thả miền bót mớ nó có bao nhiêu để thôi nó tao để chun nằm đằng tao về nhá nằng sông ca này nòm được chứ nhé bà sân là con ông ca tao tuôn mà đằng tiêm tía để lại đom bàn phải vô hơi tao vẫn đằng tiêm tía nằng cứ miền này đôi nấy cứ nó có bao nhiêu thôi ai nằng chặt ca thôi ca sự kiện bật thóp đôi ai ai vẫn tay bà sân tao tuôn mà đằng bò để há tao té sông chun bò miền ri ca chun tao về nhá về để nhá nằng nằng sông ca này nòm bò về nhá hay tẹo to nằng chấm nát ca trông cối cứ tha cho bắp bàn cầm nót tuốc nông cạn này na cả đói mình tây nó có bao giờ thoát mình ai đầm col là bịa bẩn đằng nưng tuốc ăn chặt cá rư cỏ lẹ cầm nót hai mình chun tàu tàu là cá rư cỏ lẹ bằng băng kéo tha phoát tang đòi chết na tuốc bay tha miên cá kéo tha sọc sùa kia rồi viếng chôn lửa nâng chôn riêng rong cua cả đói rư cỏ miên cá đọ bịa bẩn đằng rồi bỏ chôn rong cua cả đói vì phước tha cứ nông chỉ cô cá bận đăng ảnh nhá mình ai thôi cả đọc sách đời xa có xâm rộp một bốn tê đi chỉ cô cá để mang cầm nót nó không mệt ra mà phải phám này này cầm này tệp thì cùng một toàn dưỡng cứ tha chôn đồng cố ai lẹ bóng mình thôi bận đăng tiêm tí xâm nón chung kết ai đọc bị bận đăng bận tay cả lẹ bóng bận bị bận đăng đừng cả đọc bị mình xâm tiêm tí nữa mình ai rồi lúc mình đăng ảnh nhá lực lên đã cắt này môi chùm luôn đeo bận đăng ảnh nhá ai rồi lúc vĩnh ai lúc vĩnh đời xa cả đọc bị bận đăng rồi bó chôn đồng cố hãy cho các anh em đại nó có bao giờ thoa bằng pin năng về thiên lý cứ tàu bàn đoàn tia tốt cao tha chặt tốt chỉ cầm phe môi là mơ bằng pin năng cầm phe bọt là cá pin lừa nhà thoa là cá để tàu đoàn tia tốt cầm một toán tam cầm cầm một toán tẹt tốt năng về thiên lý cá sao chịu robot tang hay chấm bát sôm lực đá cầm cầm một toán dưỡng đầy riêng bàn bình chun tàu ti đầy cá khả năng đầy hói cứ tô đại tạ tôn nâng ca lúc ông bắt phật tán cứ miền pì mùi chín năm tàu bảy chín năm nâng pì này pì liên riêng pì liên tàu bờ mùi liên riêng bằng sông đang ở phía tây lạp lưu bị cho cha mà làm thay chấm phù bị bằng đăng cana lúc pì mà phải buôn máu ở tập sự tập hiện tại chỉ cả bờ thế crop khăn này tàu tua bị bằng đăng đại dương đạm mòn của ba dược thó cứ dương ở bàn cầm nót tha mà phải lúc pì mà phải buôn máu tàu tua ai tê pì buôn tha dương bàn đặt cả tập cách cứ tê đại bàn tàu tua bị bằng đăng bà mình tây nó có bài giờ thoát tao thể chặt cá plim plim bình chun rương tao về nhá rứa co thôi cá sự kiện hãy nộp pe để cạn này để bình chun rương tao về nhá nó cứ cái bàn cầm nót bạc bà bảo dưỡng cứ dạp pe bị khai cất bị ngay bàn tao tuột pe bẩn đằng bàn đi tha nộp pe để bẩn đằng bỏ luôn bàn tao đo về nhá và hãy nông dạp pe bị khai nâng nẹp bị mà chôn rong cua ở bàn tao tuột chậm lại rứa có ngắt kim pe về nhá cứ chôn rong cua ai đạp pe bẩn đằng tao à kẹ bề rễ nhà om sờ lạt đó đầm bay ba biển đất pi ba tha chấm nát cá từ lớp biển đang bỏ về nhà nông địch này dương ban chặt cá nông tiệp thì đầm bay chi viên nộp phiếu ạ sự cám rồi bỏ nhà thôi xem mặt cách để cho rúm nông cá sớm kê dương tam crom thì tiệp thì pro một toàn bỏ dương đi rồi bình đăng được ở từ từ tua ban này chấm nát cá để ai đóng phơi pi bám chạy chun nông mảnh mảnh cứ bên đây thả mấy để pi đây bình tây nông cô ba vô để thoát rồi nông cô ba thoát nông địch chỉ ăn gặp phiếu từ tua ban nông bình đăng có từ chặt cá chặt cá lừa bình đằng nút hơi nơi tim mình phát quạt tới bình chun bình đằng nút mà ao về nhà đại khát không niêm về nhà cứ chi mà chắc này bình đằng ở nhà nên không nên đá cứ cầm tiệm thì bình toàn nhớ bàn chài nằm bay cà pia lừa sàn là phiền đi sông bay tai không cả này đại mình tây có bà du khơi tha rừng nút mình cua bình chun quạt tới để bình chun miên tiệm bình đằng nào mũi để quạt ai để xa túc nơi cả lại anh quạt đôi làm quạt túc ở chặt cá bàn lời đôi làm phơi sấp bàn chạy chun chắc cứ mệt ra chết sập bạn này cầm tệ thì cầm toán bàn chạy cho bán nào cả lại đi còn mình ai đầm co đứng tụt ở chặt cá đây bởi còn đầm co rương tụt ở chặt cá bàn này đầm co tiệm bàn đăng rồi bỏ chân nam này tụt ở chặt cá cứ còn ai tự tua tu cầm toán tam cầm cầm toán mà giang tiết bây giờ pin đất đang không sàn là hiệp này cầm tệ thì cầm toán đấy cứ bàn đã chia cả ta và cái cứ mình tây ngồi thoát có thể phải chun tiệm bàn đăng rồi bỏ chia bỏ rót đấy tự áo ấy tháo bán ai gì cả đại chỉ ăn cá chỉ mới chắc đi mà đăng ở nhà được không đấy nên miền tây ai gì cả mới cút để quạt ai bắt đầu chia tầm nọ sai từ đó bật đằng lục cứ miền tây ta quạt ai sầm lại tầm co đứng tụt ở chết cả miền tây quạt mà lại cút tại miền sét làm bấy sầm lại được cả này đi giang tiếp thông crom tiệm thì crom toán tôi dạy làm phơi thì bạn chạy chu làm mấy mấy cứ ban sổ xe cho bà được không miền tra phần mũi ban cháy miền tra phần mũi thì cả thạc khăn tp này crom tiệm thì crom toán ban cháy cho bà nhé
chạy thà nơi không cả này để bị phát đăng sất nơi để khi mình chăm lao rứ trai ban làm qua túc ất chặt cả đòi phải để nhá chung đường cứu ai đăng tờ kẹp để nhà ôm sờ tố tờ tam là biết đôi miền trái này không biết ra sai sẩm mũi này còn này chẳng bà sân chỉ quạt đạp bị mình đăng bà quạt để dương tham mà thấy buồn mong lại miền ăn tiếp cứ cái lại này cứ việc tôi chỉ mùi đang crom thì tệ thì prom toàn hay chẳng bị này cứ biệt đấy cứ chỉ biệt cho cha mà đám để miền mùa than và những tam crom đấy roi mình đăng từng ót rồi từ ban này chấm nát cá xóm xóm nơi bên đây miền chấm nát cá lừa biệt mình đăng nơi nông cạn này đấy cứ cho nông cru miền sứt tam lời chấm bắp mà mấy vừa cá đăng to và bạn bất địa tông từ nông pành ha sốp lợp phía phía bản đăng đấy cùng ao chân lom bùa thả bờ biệt nên gì mấy đôi ai đom cả rớt và viên sa chân người ta đăng tấu mình miền hồ mà phải buôn máu ở sốp lợp phía bản đăng vì miền sốp lợp hồ bản đề chấm nát cá từ lứa thả bán ở miền sa mạc đặc cảnh mà thả đăng tàu hàng mình trai nó cố bài vượt thoát cái tham trai cố bài vượt thoát trai chặt ca lừa phía bản đăng đằng và hãy có đôi ai đom phơi rừng phi lợp những người ta có không miền sứt nên na sầm rộp sầm rùa đầm co riêng tục ắt chặt cả đấy và sân quạt phơi chấn cứ tha nô con ông biệt ra chặt sập rám cái hàm quạt đó cứ tha bờ phơi chấn cứ tha khâu nhị tự vị thí hay quạt nâng phải chôm mốc nâng tuần là cảm tiền cha cha xin lỗi cha cha nhưng bọn mà và sa ai đang bị kháng đang bị mệt đong đang bị và sa hàng pi về sự cả cam và bọn nó có ba chữ thoát cứ biến thông thông pi sầm khánh hay tìm mũi ai đang phơi sầm pi bằng bọ sải hay nếu chăm chăm chỉ nghiệp xuôi ai đang cả rất cha tệ tâm tình nâng ca sự bằng kết ai đang bốn hết mình và sát thang cả sự bằng kết mình thông thông pi cứ sự bằng kết chạy sáy nên đứng mình chạy sáy cứ để những hai thang sự bằng kết bạn thông hãy khó khăn nhiều tiền sự cả sự bằng kết từng pi này sự hãy đâm chơi bỏ sai bị tiếp khó khăn nhiều đi bạn sôm ở côn chấm phù sầm nôn đi nơi không cả sự bằng kết bỏ là câu bài vừa thoát đôi e đâm bốn hôn làm bị chạy chun tiếng cứ miên chạy chân chỉ pi thì mỗi cứ cả sự bằng kết cả này chạy sáy thì pi cứ cả sự bằng kết bạn thông dây mà giang thiết chia ra mánh cá sợm kết cả này chạy sáng cứ sầm tay đó cá sợm kết không cả này để mình bắt là mới chạy sáng cá sợm kết bà thóm đôi là môn thân và chạy chún cứ cá sợm kết trong bộ bắt là mới mình chạy sáng chẳng biết ra phải bốn bàn chạy anh chứ bà thà ông này chẳng lái để bắt đầu đòi bắt đầu ai mình tay nó có bao giờ thóa khóc nha từ tam phê đây mình tay nu bỏng ra cá nực nông cọp khăn này cá sợm kết cả này chạy sáng rứa nực nông cọp khăn này cá sợm kết bà thóm ta mà dạy mệt ra nếu dân ai tiền bàn thà ca sớm kết tháng phí này cứ ở đôi khi này thì tên lẹ khăn này cả bài ca sớm bằng kết có mà đôi khi này tên ông này để pra đôi nó có bài thoát nóng gặp khăn này ca sớm bằng kết này có khóc này ra hình chẳng dương tao ông bị nật hà ta không lẹ khăn nạc là sản là phép đôi mà đấy đây nó có bài thoát ai bài ca sớm bằng kết cả này chạy sáng bê nạc là để quạt ai bài ca sớm bằng kết bạn thầm mà hình chẳng mình này thả bê nạc là để quạt ai cầm nọ thả bọt một mũi cứ chịu bọt một chả sải. Còn thì tệ thì bồng toán mang đòn mù của thản pí, sầm rạp thưa ca bị nứt. Nên cầm nọ xa là phết đại không lúc là có bài thoa ai prapra nên không xa phết này ca sẽ một cái chả sải. Thì mũi được không bị trap bài sập mũi. Bị trap bài sập mũi ban phá đó chia để dùng mà đấy bọt ở cất nên bọt một trăm chả sải. Bị trap này ban tránh khi xong ăn nhạt án thì bị miền phía chịu bọt lúa. Bị trap này ban tránh thả bọt ở cất được bọt một trăm chả sải cứ thì mũi bọt là mưa đại cầm phong prapra. Thì bí bọn mưa đại tư bật bật rụi phìm hãy bàn phải chạy bà thay mình không có thay khăn bà tốt tha tại chất tục tha chỉ bọn của đất rồi bọn mà chậm chạy sáng đáy cả nà là cây bê miên bọn mưa rụi bằng tỉnh mốc chân đại kia sáng sáy tự bàn xa thiền lại chân sáy đinh bộ pháp chạp bộ phì bậc cố lại tới kia rộng khơi miên mà thậu rứ miên xa lạ xa nàm rứ đầm rơi cho bác lọt hồi xì sáng vạp xanh tiết để nôm ở kia sáng đi than bàn thá bậc cố lúc bàn bật bật rứ bàn cho rung bật bật mưa chúng ta là phép nơi không miệt ra bài sự phẩm mũi này cứ chỉ sanh là phép nơi cả nơi bọn mưa chạy dài nơi không cả nơi để bọn mưa mũi bật bật nơi không sanh là phép na mũi nơi sanh là phép để bàn chay nơi không miệt ra bài sự phẩm mũi này cứ không cả nơi nước riêng chặt tục thà cứ chỉ bảo phép bọn mưa chạy dài hỏi mình tên của bà thoa còn ai bác cả sự bằng kết chạy dài mà và tiếp tiếp co chỉ là khác nơi cả sự bằng kết chạy dài đấy cứ miệt chay không miệt ra bài sự phẩm vậy không miệt ra bài sự phẩm vậy bàn chay phải chạy chun thà trời chặt túc đôi chị bọt của khách rồi bọt mà chầm chặt lại phòng đấy bà tuốt bay chia sắt nơi cây bị cả này để miền trai không miền ta phải sập muối hàng lớn đi có đói cướp bọt của khách rồi bọt mà chầm tiền lại nè để trời ban một bữa nơi không ti gần này để nẹt căn cáp ti gần này nút xong ao prari ở nhà rồi bàn tay nơi có bài thoa cho một bình nứt rồi nhẹ nhàng nơi có bài thoa không cả này để miền nơi có ba chuyện thoa nơi nắng ti gần lại chẳng
nơi khả nông ní dương ai tiên bàn thà lẹ khăn này ca bao ca sơ bằng kết chạy đánh miền phì tì muối cứ bọn mươi chạy đánh để miền cháy nông mệt ra bài sơ bằng muối tì phí cứ cá chặt túc chì bọn mươi chạy đánh để miền cháy nông mệt ra bài sơ bằng vậy dân bà sân chia mần châu khả nông lẹ khăn rứa sàn là phiếp để miền cháy nông mệt ra bài sơ bằng muối rứa sàn phiếp để miền cháy nông mệt ra bài sơ bằng vậy ca nó có bao giờ thua quạt chặt làm thừa cả sự kiện chia cả này chặt đấy chẳng thua ở miền bảy hà thật đó cạnh này tệ với thi này cả sự kiện bỏ quạt miền này thằng mách bởi quạt sự kiện cả này nút mật men chỉ cả này chặt đấy bàn tay quạt dốc vị thiên này cả này chặt đấy một ăn quát cứ không cả này đi thua áo cạnh sự kiện bỏ quạt ai thật thua mua cặp hiệp pi tờ là cả bàn này thằng mình dốc thua chia mùa tháng sầm lấp thua cả chào và cạn bạn chẳng không cả này đi cứ tao vô lời bàn cho ba nơi khả nông sàn là phép này mệt ra 3 sạp muối nâng mệt ra 3 sạp vầy bởi dương phần đất nông sàn là phép này miền cháy nông mệt ra 3 sạp muối nhưng khởi nhà miền 4 sạp mặt cảm tôi lưu sàn là phép này bọn mệt chạy đánh tí mối cứ bọn là mớt đai cầm bông bộ phật nơi khả nông sàn là phép này cứ khả nông ăn thần ấy cứ ai dô là bán cứ xâm đa sàn phép muối ủ tổ hồ tôi chỉ chuyên mà nẹ gọt cầm bông thầy vì tọp khả nề sàn phép này dương khởi nhắn cứ chặt tục tha chỉ sàn phép này cá đai cầm bông thầy bộ phật bọn mưa hải thì bí sản phép đại tư bộ phật rụi phìm nâng cứ ai dù hỏi bằng này thật cao ý bê đại bộ phật hỏi cứ phìm đại mà đó thôi có bằng kia sạp nơi nâng cả lại nâng đại mà đó dân bê đại bằng hỏi cứ bằng mức miếng này có nơi nâng 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 bà nâng lại cả thái chân khơi đại mà đó thì bấy nâng bê đại dương bà phía thà tài chặt tục tha chỉ bọt được rất được bọt bằng châm chạy sạch đánh đáy cả nâng cả cao ý bê miếng bọt mức rụi bằng thạch mộc cả lại nâng miếng xâm nô xua chân bê khắc kê xua thà ta bộ phật rụi phìm hay nâng bọn mưa rụi bằng tích bóc khóc nghe đường đây tạm bất bởi dương bình đất không sàn là phiếp nên đây cả thà khăn mùi nít cứ dương tư bình đất ổng bì sàn là phiếp này cho bạp bình môn cứ xâm đại diệp xét đó cho bạp đồng toàn là đã cá liền hai tu tớ tha chỉ cho bạp bổng tạng cho bạp nó cứ miên chay này khăn ông miệt ra đọc bằng vẫy để cầm nót ổng bì dùng đấy đây bọn mưa chạy sai được nè hai cơm dương nít cứ ban chay này cả lại nít tha cả ná cơm bê để miên bọn là mưa rụi bằng tích bóc cứ xâm đại từ đó sàn là phiếp tí bí sàn phiếp tí bấy nấy miệt ra đọc bổng vẫy nấy cho bắp rung một thoáng ăn rạ cả khi mà xong ảnh nhạt và chạy chung đẹp phong lái tha miệt ra đọc bổng vẫy chung đời tỷ pi tỷ bấy nó cứ chạy giang được chứ này chạy tha bà chân so sấy trời bàn xạ sấy rư nẹ rồng cua chẳng ở bằng hai nơi nâng cần lái đai bật bật của cần tạ cám rư bọt mưa tha chia bật đội chung miền này tha chung nắng cao pi bật bật mưa rụi một tay máu quát nơi nắng không vô mà hà chung này giang tới để cặp bụng chào rô miếng hỏi chung rồng cua rư xạ sấy để bàn tướng quát cho tha lũ nó cứ chia nẹ bật bật bọt mưa chẳng sàn phiệp nó cứ kỳ chặt tục tha chi phổ bọt mà rất được bọt một chấm chạy sàn này sàn là phiệp môi tiết để là meta đọc một bài bài chạy chún cứ bài chạy tha bà chuyên song sái cùng phong rock với thi rock kịch trên pi cần lấy đại phổ bọt được rất được bọt mà chẳng cày pi phổ bọt rồi mình tính máu cứ co rock với thi rock kịch luôn này nơi pi để co cùng phong rock với thi rock kịch luôn đó sàn là phiệp nó cứ cho bọt chứng bán chặt và đổi thá chi phổ phiệp này sàn là phiệp thật được nó meta bài dùng mũi chỉ bọt mới chạy sàn này cày pi này cứ meta bài dùng mũi co ba mình chạy phong đại tha chặt tục chỉ bọn mình chạy sang phòng đá cứ nơi bề đại chôn để kia song sái từ ban xa thiên đại chôn sái đinh bộ pháp chặt bằng hình hai này ní không vai chân ăn cầm khmer bỏ sầm lạnh cái song gậy chuột ná cứ ban phải chạy cho bác na thả bị đinh bộ pháp chặt bằng hình cứ miên đây đó na cứ sầm đai từ đó cả đinh giang bỏ cất hai chặt chôn bàn chương san thiếp ní cứ bị sái na để phải chạy tha không cả này ní cứ mình ai song san thiếp để quạt rót ngài từ hay băng luôn ấy ở đây cứ đinh bỏ cất tại mà nó bỏ cất chôn nắng hai chặt luôn chôn nắng bàn chẳng sàn là phép nó có cái chặt tục tha chỉ một phép bọn mới chạy đánh phòng này mùi chất cứ bậc cố để tây ban kia rồi khơi tham miên và thổ rư miên lạ nam rư đồng rơi cho ba lo hỏi xin dòng vạn sen tiết để đo mà kia sau này than bàn thá bậc cố lúc ban bật bật rư ban châu luôn bật bật bọn mới u tho tha cày phê bật bật bọn mới rồi mình tịnh màu bàn đăng thảm pi cả nấy ông phu kia tất cả mũi tất cả miên nơi kỳ đi để không lúc kia khơi tha chôn đồng cố tây ban chôn mưa sầm lấp đòi pra đôi chưa cầm bắt rồi mua cục thái cho và cặp cho nó mà nai sập rồi khi bệnh đất hói nó có bao nhiêu thói chập đại và to cả sự kiện bệnh tích sập tệ nợ tạm lời nó cứ khơi chuyên mà nè để không sập hiệp mũi để cọt miền căn cầm bắt cho nó luôn cầm bắt nó cứ miền và lạ chiếm ai bao cọt của miền chiếm này tin này đã chẳng sàn hiệp để cọt nơi các bài nó phóng hay khơi sàn hiệp chẳng cứ khi ai sàn tháng chia được bốn tháng cọt ban được bật bật mới không sập hiệp chia sàn hiệp này bật nó chạy dài chúng ta được phép từng ngọn này cứ ai ăn ở nhà ăn ở nơi bài thoát còn bài ca sớm kia chạy sai hai ca bài ca sớm kia chạy sai này cứ ăn ở nhà để qua pranam này thông thiên mà chấm luôn ca sớm kia không bằng mới chạy sai crom thì tệ thì prom toàn những bạn phải chạy chun không người ta mà rồi phải muối thảm dạ về viết miên đo thở phẩm phật thay luôn
cứ nửa phê đại sự cam phép này cả tam sớm ứng kết nó cứ chọp khí ất đạch sự cam phép ai thơ là hốt ở đó ở trong phí thường ngày mà giang tiết nơi khăn ông bọt là mơ chạy sắp đây ní cửa đi phải chạy cho bác nà hỏi đây là cho bác bình môn màn bàn phải chạy cho bác đôi như thế và này cửa đi phải chạy cho bác nà cứ nửa khăn ông bộ phết này bọt là mơ chạy sắp đây áo thì sẽ thân phép đôi bàn phải chạy chung không biết ra phải sắp vào mối ní cứ cướp chung tầng ớt để bán khơi chung là mơ cứ miền sắp chạp luôn cả chạp luôn nó mình ai chặt tục tha chỉ cả lục lục sơn bọc cột bàn này và bàn tay tôi được vĩnh bà sơn chia chun nó mình ban một vật bọn mới chặt lại hỏi dương bàn chạp luôn chun nút nắng thì dương ai phải chôm không niêm chỉ bọc cột rồi mới có mình thấy có ai phải chôm cho mùi nắng cả đoàn tiền tốt phải chôm cho mùi cả chạp bọc cắn thì cả này chạy thông cả lục lục sơn bọc cột hai cái lại này hai thì dương bàn trái thì cả sơn bằng kết bạch thầm cho cả sơn bằng kết bạch thầm ta lại khăn nát lát để kết ba cả sơn bằng kết bạch thầm này thì đấy cứ cầm tệ thì cầm toán ban phải chạy chú được không biệt tra mà rồi muối ba sống tốt rồi đọc muối đại biệt tra mà rồi đọc muối nhỉ cứ ban phải chạy tha ca na ban đằng pi ẩm pơ để ai chịu bọt được khất được bọt mình châm được bọt là hút mình tray được cô ban vừa để thóa ai thưa ca sư bằng kết và thầm đại ai ấy được tam ca sống rồi bọt này đấy nhá dân ca ba ca sư bằng kết và thầm đi được cô ban vừa để thóa còn lại ba được luôn ấy được pi còn đắng người ở đâu muốn hôn làm chạy chú thà pi khác còn xoay đốt bọt muốn được luôn này ông thọ còn bạn đắng tam nhẹ xa phò miền thả miến cả nấy cũng cần cảm ơn cả là ông phương được kiện chẳng còn ai ba ca sư một kiện và thom lư cả này được bán đây sao mình men chỉ bọn mình chạy giấy chẳng còn ai đang đợi ai anh có bán rưỡi mũi có cam ca sống được bọc đề nhá còn ba ca sư một kiện và thom chẳng lẽ hai này ca bán chụp vua ca ba ca sư một kiện và thom đấy cứ mình miên lẽ hai tăng tay đi còn ba người pina có bán không than là phết để còn bán đang bị bọn là mùi mùi hỏi chun cá đề nhá còn ai sna sống ở còn ba ca sư một kiện và thom không này mùa hai đấy ban lẽ khăn mình tăng tài để hết tha ẩm nái cho bọn được cơ bài thoát không cọp khăn để ca sừng kẹp thòm đi mình miên ẩm nái mình khất mình khom thông thế đôi không cọp khăn để ca sừng kẹp cả này chạy sải thì cả này chạy sải mùa hai đấy ban tập cung nơi ẩm nái thông thế tại ơi được cơ bài vừa để thoát đam bấy vừa càng nhiều tại hết tha được phía bọn là mới tươi đẹp và vừa đuổi phím tha là phía bọn mới phím phím thoát tăng nơi miên tặng ngon đôi chân này kịp cung ẩm nái đi tại ơi được cơ bài thoát đam bấy chặt cháy rẻ xá nơi thoát tăng tặng luôn dẫn từ para para nơi ẩm nái thông bề khác cứ miên là hỗ trợ đó làm nái bằng cất bằng khom tiệt phong bề khác ở nơi không cọp khăn này cả sự một cái còn ai chặt ủ thọ còn thưa ca chay chế còn ai thưa ca chay chế còn ai khọt luôn còn ai chặt ở miên ca sát chấm nói nên mình tay và nó ủ thọ được chỉ cả này bọn mình chặt đấy nơi bề đầy miên bọt ủ cất mùi cả láng chỉ bọt ủ cất chặt đấy trong cả này nấy cứ bề để ở nơi cọp mình tay nơi cọp bài thoát rồi bề từ tu đồng đăng hỏi nó còn từ chu đồng đăng đi phim tại ở bề nhà hãy còn ai cho tay cả láng là mấy thưa ca bị nứt từ lớp than phép này ca bập bập nơi bên để quạt cho từ đó cả lái nó quạt tới thưa ca ca pi cả lái này ca bập bập đầm bay để xa phong tàng mình tay vào nó quạt ai thêm tiếng ham quạt cướp chun đường lại để miên vót để miên nơi ti cả lái ca thái nó mình áo trên chân nào thì phong và chẳng quạt ai u thọ thì chỉ quạt ai sẽ đập chầm lao chun cướp cướp để miên vót miên nơi ti nút quạt ai thưa ca chạy chế và quạt ai thưa ca chạy chế hay ca chạy chế này ắt chạm mạch miên để ca đây nông cạn này sẽ lấy ắt chạm mạch miên để ca thế hãy còn ai thưa ca khoát luôn chưa làm xem xem tiết bán còn ai chặt ở biên ca biển đất này bà phải chia xác này phải chạy đến đường chia xác từ lơ phò tang này còn từ tù bán nắng làm bay ai tam phải đốt phò tang và to và tiền chưa tam phải xài đồng mạnh bằng mình cứ khơi tha ca sửa bằng kiện nữa làm bay sửa bằng kiện từ đường đầy mùi nữa cứ nó có bao nhiêu tiền thóa bán ra nơi vị trí xác sống khăn biên tăng ca snap chìm lao ý cả chạy chê cả khọt khuôn năng cả mình chun khuôn cha chấm bút ca đập nơi chấm lao nơi chấm xum chấm được số ai đâm kẹt này dữa ta nó có ba dự tiền thoa miền vị thị xa thuộc bẹm nào khác cha chấm bút bảy hàng này nó không gặp khăn này cả đập chấm lao này cứ cầm để tiền thì bùm toàn dương cứ bùm bàn bay chạy về thảm nai khóc nia khăng chỉ câu cá cứ miền nằm nai đôi khi ở tì họ đôi thằng nó không gặp khăn này cả sớm kẹt chặt đánh còn miền ta cao sấp bay nâng cao sấp bốn cơ bản này dưới hay nó gặp khăn này cả sớm kẹt bật thóm có ban cầm nót nó không mệt ra mà rồi đập bốn nó mà rồi đập ram bản tác nhóm ban sốp chia sẻ rộp nó không cô ca pi đem ra nó có bao giờ thua trâu tệ thứ cứ tệ tông chùm mùi nâng cao tha ca sắp đập chùm lời thì mỗi cứ cụp này ca sắp đập chùm lời cứ nhóm ban đôi ban bạn chạm mạnh mình chẳng cứ tha một tay nó có bao giờ thua mình sắp mấy cái là sức có háo một cô cụp rụp để tha rôm tiền chôn để bàn chô xong say tha chô rôm bằng mức đầm bấy đọt bò rộng miến đầm bấy đọt xong chùm lời được chứ cúp ca đập chấm lời trâu té miên cầm nọt hại và hay cầm nọt hại này cứ trâu té bệnh chẹn nâu kẹo tha po là miên môi chấm nuôn mà này thá để chạm bạch sầm khăn đầm bay ói hàng
nhà thô tờ lá cá chụp xe hàng bể nhá nâng chạy cỏm nâng bình đất bì nâng chạy nâng cổ lập hiếp nâng nâng giá đập hiếp này ca sắp đập tìm lời đi nâng cổ lập khăn này khá tha ca sắp đập tìm lời đi cứ nâng cổ ba dự định thô trâu tè khá tha thơ rộp cầm nọt hết hay cầm nọt hết trâu tìm chạy nâng khá tha khá tha thiết bất ca bất này ca chơi rộp bỏ chôn này bẹp bọn hay nâng cổ lập cầm nọt hết mùi mùi trâu tè miền khá tha hát thơ lê khá របស់មន្ត្រីនគរបាលយុធធរក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវបានស្ដាប់ចម្លើយហើយរាល់មានការឆ្លត់លុបក៏ត្រូវតែមានការចាននឹងឯកភាពហើយក្នុងករណីមួយទៀតតកតងក៏ដូចជានឹងក្នុងការគេហៅថាការប្តឹងទទួលពាក្យការប្តឹងដែរគឺបានថាក្នុងករណីដែលអ្នកតែបានកោះហៅមកមិនចេះភាសាគឺមន្ត្រីនគរបាលយុធធរអាចរកហៅអ្នកបកប្រែដែលបានស្បត់ទៅតាមប្រពៃណីនិងសាសនារបស់ជំនឿរបស់ខ្លួន ហើយគោលការណ៍មួយទៀតបានន័យថាសិទ្ធិរបស់នគរបាលយុធធម៌ក្នុងន័យថាកោះហៅជនដែលមានផលប្រយោជន៍ដើម្បីដល់ព័ត៌មានក្នុងករណីដែលជននឹងមិនព្រមបាទចូលខ្លួនមន្ត្រីនគរបាលយុធធម៌មានការថាស្នើសុំទៅព្រះរាជអាជ្ញាដែលនឹងចេញបញ្ជីឲ្យចូលខ្លួនហើយបញ្ជីឲ្យចូលខ្លួននេះផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់មន្ត្រីនគរបាលយុធធម៌ឲ្យកាន់កម្លាំងសាធារណៈតែចាំបាច់ដើម្បីនាំខ្លួននឹងមកបំភ្លឺនៅចំពោះមុខនគរបាលយុធធម៌ ហើយចំណុចមួយទៀតហៅថាការដែលមិនគ្រប់ដូចនេះវិធានឧទាហរណ៍ដែលបានកំណត់នៅក្នុងបទបញ្ញត្តិក្រមនីតិវិធីព្រមទាន់ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះគឺថាការដែលមិនគ្រប់វិធាននេះគឺនាំឲ្យមានមុខភាពនៃកំណត់ហេតុរបស់នគរបាលយុធធម៌ដូច្នេះការស្ដាប់ចម្លើយដែលផ្ោះគេថាព័ត៌មានដែលផ្ដល់ដោយការស្ដាប់ចម្លើយនេះទៅទុកជាមុខៈទៅតាមអនុភាពនៃមេត្រា 196 បាទទៅលើបាទទៅលើអ្នកដែលជន់ដែលត្រូវសួរចម្លើយក្រៅពីហ្នឹងនៅមានគោលការណ៍លម្អិតមួយទៀតដែលថានៅក្នុងព័ត៌មានដែលជាគោលការណ៍គឺក្នុងគោលការណ៍គេថាគេកំណត់ដើម្បីមើលថាតើនគរបាលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីគៀបសង្កត់ផ្នែកចិត្តសាស្ត្រទៅលើអ្នកដែលត្រូវសួរចម្លើយអ្នកដែលនៅពេលដែលកោះហៅមកភ្លាមគឺជាគោលការណ៍មន្ត្រីនគរបាលយុធធម៌ត្រូវតែសួរចម្លើយភ្លាម គឺมันจําบักทาหาวมาពីព្រលឹមដល់រហូតដល់ល្ងាចបានសួរចម្លើយគ្នាអានឹងគឺជាការគៀបសង្កត់ចិត្តសាស្ត្រមួយនាំឲ្យមានភាពមិនប្រកដីនៅក្នុងការសួរចម្លើយហើយក្នុងរយៈពេលសួរចម្លើយនឹងគឺជាគោលការណ៍គឺភ្នាក់ងារនគរបាលយុធធម៌អត់មានសិទ្ធិស្ដាប់ចម្លើយជន់នៅពាក់ព័ន្ធទេមានតែអ្នកដែលមានគុណភាពជាមន្ត្រីនគរបាលយុធធម៌តាមការកំណត់របស់ក្រមនីតិវិធីព្រមទាន់បានមានសិទ្ធិស្ដាប់ចម្លើយហើយជាគោលការណ៍គឺរយៈពេល30នាទីឬក
ានផលប្រយោជន៍ដូចហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺហ្នឹងណាសុភ័ណ្ឌអរគុណនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអាយដាមសូមអាយដាមជួយបកស្រាយអំពីការឆែកឆេរវិញម្ដងចា៎តើទូនីតិរបស់អង្គបាលហើយនឹងអនុវត្តយ៉ាងម៉េចក្នុងការឆែកឆេរនេះចា៎នៅក្នុងការឆែកឆេរនេះគឺយើងចែកការឆែកឆេរក្នុងករណីបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងបានន័យថាក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតករណីជាក់ស្ដែងហើយនឹងការស៊ើបអង្កេតបឋមនោះគឺមិនដូចគ្នាទេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតជាក់ស្ដែងគឺការឆែកឆេរនេះគឺមានចែងកំណត់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនិងអន្តិធិនេះគឺចែងនៅក្នុងមាត្រា91និងមាត្រា92ហើយចំណែកឯការស៊ើបអង្កេតបឋមវិញការឆែកឆេរនោះគឺត្រូវកំណត់ដោយមាត្រា113ទៅវិញសូមបញ្ជាក់ជូនថាការឆែកឆេរនេះគឺត្រូវគោរពឲ្យបានតឹងតែងបំផុតទី1ទៅលើលក្ខខណ្ឌនិងនីតិវិធីហើយមាត្រា91នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌនេះក៏បានចែងបញ្ជាក់ជូនផងដែរថានៅក្នុងករណីបទល្មើសជាក់ស្ដែងនេះគឺមន្ត្រីនគរបាលគាត់អាចឆែកឆេរហើយការឆែកឆេរនេះអត់ចាំបាច់មានដីកាពីតុលាការទេប៉ុន្តែគាត់ត្រូវទទួលការអនុញ្ញាតជាបឋមពីព្រះរាជាការអនុញ្ញាតនោះអាចធ្វើឡើងជាលិខិតអសឬមួយក៏ដោយផ្ទាល់មាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បានទទួលការអនុញ្ញាតជាបឋមហើយគឺមន្ត្រីនគរបាលគាត់អាចធ្វើការឆែកឆេរការឆែកឆេរត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនការឆែកឆេរត្រូវធ្វើជាទូទៅនៅមុខអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្មានអ្នកកាន់កាប់ទីកន្លែងការឆែកឆេរត្រូវធ្វើនៅមុខសាក្សី២រូបដែលសាក្សីនេះត្រូវចាត់តាំងដោយមន្ត្រីនគរបាលយុតិធម៌ដែលចុះដឹកនាំប្រតិបត្តិការចា៎ហើយបើសិនជាគោលការណ៍ដែលមានចែងនេះគឺត្រូវរើសយកអ្នកដែលមិនមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការបានន័យថាសាក្សីត្រូវជ្រើសរើសចេញពីអ្នកដែលមិនបានចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការឆែកឆេរឧទាហរណ៍ជ្រើសរើសសាក្សីដែលជាអ្នកជិតខាងបាទចា៎បាទចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនៃការឆែកឆេរ
Cá chai chê ní, nơi khăn ông cô ca chá báp cư chí tu tớ cư ai chai chê bán nơi chân lọc đi mong bộ bối bất đá mong đọc bằng bấy nghị bà, nơi chân lọc. Phần tay bởi sân chia bập hết bọt là mưa nó cư chia bập hết bọt là mưa chạy sạch đầy đây miền chay nó mới ta bài sập muối rưu mưa có bọt là mưa để chặt tục thai chia bọt là mưa chạy sạch đầy đây miền chay nó mới ta bài sập bấy để khi bạn chẳng biết chung bị kháng đám ca chai chê nó cư ai phước đó mình cổ rộp rồi dạy cái mong bộ bối bất đó hai miền cạn này xanh tiết để chụp ảnh này chạy đòi mình cướp tại tam lệ khăn pe và lý pi màu của mối rất là mong của mối nghị nút cứ miền chạy không biết ra cái sự mối như đó đá cứ chạy được không cạn này để miền sầm rái cái chuối pi không ti cả lại thì mối thì pi không cạn này để chạy chế để ti cả lại không pe máu để bao chấm hóa đo xa thiên hạ chôn u thọ được chỉ còn bao pe dục cả lại phu chi nhiệt than chỉ đạt và chẳng thể ai với cả chạy chế phu cả lại những thứ bao chấm hóa đo xa thiên hạ chôn được pe dục không vì mong chạy chế cứ của mối rất tới của mình vận tay để xa quạt cả lại quạt nó cứ cả lại để bao nhiêu ho đó xa xa thì lại chốn u ho để chia cả lại rom cầm san chỉ đám và cả lại sẽ để bao nhiêu ho đó xa thì lại chốn chân cả nấy thì ai thua ca chạy chế đây mình có lúc lệ khăn pi về liên này ca chạy chế chấm nói trong cái đó cứ không cả nấy chạy chế này group ti cả lại đây phần lật để xa tốt chuyên đấu chạy trái prapra cương nhiên này cứ chia về thiên bị xe mui để tiện thông bật bật một cương nhiên cả này đấy cứ ca chạy chế mình chạm máy cướp nơi vị thiên tệ tôn thần năng pi về lia nơi ca chạy chế bị mong một rất là mong một nghìn tỷ hay xem sâu màn nhạt chấm điệp chun phòng tai ông pi chấm lại lại là pi xe đòi xa miền vị chi gì vậy mà chấm muốn để trời tận thua ca còn pi chi pi xe tới chấm ba chẳng ca chạy chế cứ trời cướp nơi lại hàng nó cứ làm lại đó vị chi gì vậy pi từ tìm mũi cứ mi từ vĩ tỷ pi cứ tệ tôn chỉ mũi nắng xa phòn miền đây cho bà ban còn phía từ khnông ở vị trí gì vậy đấy cứ khnông còn tệ thì cầm toán ban hàm mình thấy có mà thoát mình ai thưa cả chạy chế chấm phu cả giờ lấy miệt thì ban nào cả chạy chế ai thưa bán cứ tới thưa đói ra thì nhá rư chạy cầm sụp sụp hai cả chạy chế nông tiệt sáu tới thưa thấy chấm phu mục và thiên cả nạn miệt ví rư phật tập phu bọc và thiên cả nạn miệt ví rư mới có miệt ví sao bà dân cứ cả lấy đấy cứ chỉ ca phía mũi chúng phố vị trí gì vậy thì để không nút mình trình gọi thoát mình ai bấm biến u thoát tham mình trình gọi thoát quạt bấm biến đời xa quạt tới chai che cả giờ lấy mì được vì được để ai ấy nên không cả này đấy cứ cả chai che nó tự tụt một kẻ bạn này thảo vậy để tự tụ bán nó cứ mình ai dục chỉ cá để không ở tệ vị trí bàn rồi mình nhắc thiết cứ đo vị trí vậy xa phòn miền để không còn tệ thì cùng toàn dương nick của chai cà phê phong này chúng phố xa phòn miền tiền xa phòn miền sầu xế tiền xa phòn miền sầu tu cứ miền này tha mình trời gọi thoát mình ai thưa đòi ai ai màn thế cứ gọi tới thưa nơi chụp bộ mục về hiện nhá rồi môi con nơi chụp bộ mục chạy cầm sập xuống hay là mấy ban chỉ miền vọt thành miền về nhá rồi chạy cầm sập xuống quát cứ chỉ nhẹ thể đi đảm bây của mọi ca chạy chế khoai để chia ca làm lốp thưa ao miền ca dứt dài không ca bà con bị chi chỉ vẹn đòi sợi chạy thâu nó bị chi chỉ vẹn sa phò miền này anh chân cầm những ban chạy ca tiền đi bà ấy xong bà chạy chun phong đại tha bờ sân chia được không cọc hẳn đi ca chạy chế đi mình trên có thó gọt ai cho rộng khởi gọt từ gọt miền sức ẩm nãy nóng ca chạp cho vật hộ tang hay viện ấy cứ dương bị thông mây dương bà rộng tệ thí cứ dương bà bị thả chạp cho vật hộ tang vì môn tay lưu bị thả rộng ổng mà cứ nền ít bà này thả nơi bê để gọt thua bà bắt ca chai chế gọt rộng khởi miền phó tang xem bẹo bọn bọn mớ gọt chạp cho phó tang mà nơi bê để gọt chạp phó tang hói gọt từ vật chọc phó tang này mình chỉ tu tới bữa sân chỉ mưa ở ban làm ăn là không còn tệ thí cứ phải chạy cái thế không cứ bên đây tha chạp bán còn thở và hai xã xây được nhà căn cấp thì lấy tha rồi khơi này đi hai còn vô ở nâng hói còn vô từ vịt chọc hói cứ bà bật lá bỏ trà đằng bây đã xá tha mình miên cá lụi đô mình miên cá ấy như thế bà mình trong tay bằng nó nơi pê đài còn phải chọc ra tập bát ca bà quát còn tới phơi bình chi xa rồi phơi khoan này bật thổ tang thằng lái để còn bán chạp vô hai mình tâm tay và nó quạt tới cho chụp mũi nó cũng nọt hai để cả chạy chế mũi tiệt cũng nọt hai để cả chạy chế này quạt tới bị chạy chỉ bắt hồng vi cả nhát nơi bị liêm mong của má tại vì nhà quạt đo cả nhát ta cả nhát chỉ li lẹ sau được một quạt đo to mót hỏi cũng nọt hai tới cho hạt lấy khá đòi nhẹ cho ruộng miền tây tha sầm đai chìm xét từ đó nhẹ căn cặp thì lấy một quạt miền quạt tầm miếng từ xã xây pi ruộng đại khát tới miếng quạt cho hạt lấy khá được một quạt đất miền đại bà được đất mà miền đại thì nhưng phải cho bón cái đất miền đại tôi giờ vĩnh bà sân chỉ riêng biển đất không cọp khăn thì cả sự bằng kết bà thầm nhưng khi ta cả chạy chế đi cứ mình miên ở ngoài thông thế đôi cả đây thì cả sự bằng kết chạy sai đi cả sự bằng kết bà thầm cứ dương khi ta này không miệt ra mà rồi đọc bấy
ban cầm nót nơi nịt tệ vị thi mui đại lãi ban đây tha mình trên cơ bản được cơ bản thoát cọt mình ai châu từ chạy chế đòi tâm từ miên ca an hàng nhà chia bạn thom pì về nhà đi cọt ai phơi ca chạy chế đòi group được cô ca pì à cô ca thi mui cứ cô ca smart chặt ca prom riêng miền đây tha bờ sân chia nẹt can cáp ti cái lãi hai mình trên cơ bản thoát cọt từ sna sòng phơi ca chạy chế nẹt can cáp ti cái lãi cọt prom riêng ao nó có bao nhiêu thoa còn thừa cá chay chế ai cũng phải tự bán tự sổ cho bạn. Còn đây là không cả anh ấy cho bạn đầm rơi đầm mấy chi viên nữa cùng niệm xem xí cứ cá cầm nót ông pi cá prom tiếng thơ sổ xe chỉ lì lạ so miền này thanh can cáp tiền lãi có sổ xe chỉ lì lạ so thá quạt bán ăn được nhát ao ấy thừa cá chay chế bởi quạt mình chơi xe so thế nên không cả này ní cứ mình chơi dùng thoát từ quạt không cầm nót thay được cho bác thá nẹt lúc mình chơi sổ xe so hỏi đo cá prom tiền anh chẳng cố ca smart chết anh nhàn cọt vừa ca chạy chết đấy mình chạm bách miên để ca thì phần đẹp tôi được với bà sân chia mẹ càng gặp thì lại cọt à vọt là miên rư mui có cả này để cọt bạn để xét mình làm ghế vừa ca chạy chế chẳng không cả này nắng mình tình hoàn thoát của miên bị tệ vì thi sát mui thiết là mình vừa ca chạy chết phần đấy trở sna sống để ca pi từ là cả lại nick copy cho bạn muốn mình tay không cả này nick cứ mình tình hoàn thoát trở sna sống từ về nhá hai đại biểu nhá từ sna xong mình to từ bậc thiên sala tập bốn thiên là cả khai công riêng hai vị môn nốt hai bậc thiên sala tập bốn quạt bịt đất hai nâng quạt nhẹ sầm lái thạch cú tránh để cá ăn ở nhà để chạy chế được mười cọt chẳng cày pê để quạt từ tu ban để cá chạy chế pì bậc thiên sala tập bốn prahi ở nhà nốt thiên sao từ đắc nom cá chạy chế nốt đại to và hai từ group tám lệ khăn nâng bị tiểu thí đôi ban trái được khăn ông biệt ra cài sầm bui nâng biệt ra cài sầm pí để tông cả nơi chạy sài chúng nói khóc ní cứ trăng tha quạt trời miên để cá hơi về nhá trời cho quạt bật cá đặc nòm cá chạy chế nổ hơi cả này chạy sấy cứ mình chạm bài thế rồi nó quạt lại chạy chế toàn để sống cá ăn ở nhà chia bát thòng chỉ lì lạ gió rứ to một bà cái này nấy cứ miền phía tuần phồn chiếng để xa mù hai đấy cứ phía chạm bạch không ca rẽ xa pho tang rứ cá rẽ xa pho tang mình ao pho tang bật dân phía chạm bạch đang thử tại quạt ai thưa ban phim phim chúng mình ta cài sự môi cài sự pi ăn nhát để quạt phơi ban như thế này cài pin nút lẹ khăn hay năng để tệ vị thi này cá chạy chế cứ gộp đôi khi đang gộp khăn này cá sớm kết chặt lại có đôi khi cá sớm kết bắt thòng này đam ban miền bắc sa chỉ hồ hai em pi để tệ vị thi này cá đập chấm lao ấy cá chạy chế cho nên để tệ vị thi mới tiết cứ cá quạt rất năng cá mình chun khêu luôn nha ta miền đầm nà cá như vậy đây lắm và sớm học quân tệ tông chỉ mới nâng cao khoản khuôn nâng cao bình chun khuôn thò mặt đá nó bây là cao bọt là mới chạy đánh rưỡi co cao sớm nó không đồng nặng cao này cao sớm kết bạc thòm nó cứ tham mình trình cổ bài dịch thò miền sức nông cao khoản khuôn chẳng dương bình đất mơ là nó không cao sớm kết bạc thòm nâng cao khoản khuôn nó không đồng nặng cao sớm kết chạy đánh nó cứ tha vì miên lại cả nặng đôi khăn địa ọt khó khăn địa thì cứ tha sớm kết chạy đánh cái miên chay mình chạy cho ba pi mét ra cao sớm bằng muối tạo đo mét ra mà rồi pi thả tá trâu khoát khuôn chôn mà nẹt nó trâu phơi nhiệt vị thị bài nạc là hay trâu cổ rốt tám bọt than cầm rận ná đây là trâu khoát khuôn bột thả bà sân chia ca khoát khuôn mà bàn phơi đặt tam nhiệt vị thị thế cứ than nhiệt vị thị để khoát khuôn nó trâu kịp đăng một hẹ bà hay chúng nói đam miên chay bẹo bòn ca khoát khuôn là không bọt là mơ mà mình chạy sấy cứ cứ chay nó không biết ra mà rồi đọc vào mồi nó không biết ra mà rồi đọc vào mồi đấy bàn mình chạy thả vì lẽ cả nã đôi khi để cả khọt khuôn là con ông bọn là mới chặt đáy nên khọt khuôn là con ông bọn là mới mình chặt đáy cứ trâu bỏng bính thì tệ vị thi đôi khi này chẳng nhầm xôm mình chặt chun thả tá khọt khuôn nâng trâu khọt bài nạc là nhưng khơi chai nó con ông miệt ra cao sập vào muối cái bàn mình chặt tha đầm bay chay top cho nên đầm đầu cả chạm bạch này cả sớm kết mình trai cổ bài thoa ai khọt khuôn bộc cố để sáng sái bán cho rúm là con ông bọn là mới hơi nó không vẽ chạy khăn và tỏ máu cái bàn chạy tham mình tranh cổ bài thuốc có ai khuất luôn bộ cố để ai đọc bỏ đồng biến ông bì rương hẹt bàn đá bỏ sân và lẽ khăn khẳng khóng trọng bàn một bình tìm mũi cứ bộ cố để ai đọc bỏ miền bỏ cây mình bỏ đọc bỏ miền tì bí miền ca dù bỏ chỉ liên lạc xó ai thuê ca khuất luôn bì bởi nhà trắng dương trâu kết mơ thả ca khuất luôn ấy cứ nhê chanh chế bí cứ tìm mũi cứ khuất luôn lỡ bộ cố để xong sai bàn châu rúm propret bọt là mờ, anh ấy cứ tha, về nắng khoát khuôn còn đặt tha miên ca vô prom pi bể nhà, bắn tại chấm pu bọc gold mà chấm nuôn, đã mình trên cô bà giật thó trong ban bờ miên bị còn,
bây nãy cái thà bộ côn nó chôn cá còn mình bàn bộ prate pon té còn ai chỉ sợ say bà chẳng trong bàn bò làm miên bị cốt và cài ở prom đòi bò làm miên chẳng châu lệ khăn càng là tim muối cốt và cài mình prom đòi bò làm miên tì pí to làm miên cá vô prom chỉ lì lẹ xó pí bị nhà chẳng bàn ai cốt ai cốt luôn bộ côn nó bàn chẳng nó bây là cốt luôn pleem cái thà cốt tàu rì cá chun tàu bị nhà pleem tại mà đó cốt mình ai tục khi dùng một khuất đòi mình ôi đồng năng đồng rịa nhà thế hãy dạy bây khuất luôn nó cứ thuộc bán tay sai sắp rầm bay máu thế và sai sắp rầm bay máu nó chỉ bê về lía để cho bạp anh ấy nhạt bốn tay nó không cả này đã bọt trong phút bọt ổ cực đã mơ tới cái thà bộ cô đã khuất nó miên đồng rối tràn bằng hai thập bộ cô nó ai vẹo bọn đồng bọt ổ cực nó bề nâng cứ thà ai xong bình dìa bề và chạm bách ai xong bình dìa bề dạ bề mà phây buồn màu tiệt ca bình dìa bề ọt ai lơ bì mà phây buồn màu đấy hay ca bình dìa bề ní to để xong cả nhạt bì bề nhà đài hay ca xong cả nhạt ní bề nhà cọt tiền toàn mơ thật ta ca xong bình dìa bề bỏ kế nó viêm miên mu là hết xong hết phò đấy và nó không chấp bắp kịp ra biệt thà mu là cả phiệp và cứ thà mơ trong miên phiệp lẽ cả nặng xong sờ bé cả xong bình dị bé của mình chết là xong bình dị bé chẳng tục cái dù đấy, xong khán cứ tha, to là con miên đầm rơi mình chết tha nẹt nắng vía miên bị rớt tập hiệp và cứ tha bẹ bòn từ nắng bọn là mưa nắng đáy bán còn ai xong bình dị bé đầm bấy dấu chầm lời bằng thèm tiệt rồi coi chọn bàn cả vài đầu phò tang xem bọn con nắng bật thèm tiệt và nấy cứ chia chầm nội xong khán hay chấm nô chấm pua cá khọt luôn đi khi nhâm sôm mình chạy nhẹ khóc khăn đi chấm pua bọc cô để treo khọt luôn và một nô đài bình vây cứ chạm bị đập phẩm vây cho làm tới cứ tha khọt luôn sai sau phẩm vây máu hay bọt ục rất đôi khi nhâm bàn chấm riệp chẳng cứ tha bầm miên đầm rồi chạm bách hay hay đầm rồi đã chạy miên bị rột phịa ấy chẳng hay năng miên phịa chạm bách chẳng cọt sôm bình dị bán sai sau phẩm vây máu tái ní để chuẩn ọt bàn đấy ăn ai xong phần gì bàn tiệt thì anh đi tịch chuẩn anh đi tịch chuẩn nó dừng tới chạy chia ở dụ bỏ còn nữa cứ tha anh đi tịch chuẩn cầm đập buồn chán lắm mình ai còn khôn bàn anh đi tịch chuẩn vì đập buồn tàu cầm đập bầm muối nó cứ còn khôn tàu có rụp tạm về với lý cứ tha bởi chấm buốt bọt của cất anh đi tịch chuẩn đại miên là dụ vì đập buồn tàu cầm đập bầm muối cứ khoát mình ôi lớp bí sai sắp ở xam sắp ra mùi mong và xong tốt xam sắp ra mùi mong anh nâng bọt ổ cực tại bọt ổ mạch châm vĩnh cứ thà nít ở chôn đà miên ở dụ bí đọc buôn tư krom đọc ở muối cứ mình ai khoát luôn lớp bí mà phải buồn mong và trong phút bọt ổ cực ở đài anh nít ở chôn đà miên ở dụ bí đọc ở muối tàu krom đọc ở bấy cứ thà mình ai trâu bán khoát luôn lớp bí sai sắp ra mùi mong hai bọt mà châm vĩnh anh đi từ chỗ này miền ở dụ bị đọc ra mùi tàu cầm đọc phẩm bấy mình ai tàu bàn khọt luôn lớp bị xám hua bị xám sắp phẩm mùi mong đấy và chân dương tư nhị khi anh đi từ chỗ này nhị chân chỉ bảy bậc hết hai tàu tám mà dạ bê khọt luôn tàu tám bậc hết này bọt là mờ và bậc hết tim mũi cứ thang cầm đọc bốn hoặc ai khọt bàn này và bậc hết tim pí pí đọc bốn tàu cầm đọc phẩm mũi và bọt ục rất và ai khọt bán tại trăm sáu mươi phần mười máu và nếu cứ nhom bị chết cho bọn được cái làng vậy và phê tí bấy cứ đọc phần mười tàu cầm đọc phần bấy cứ khọt luôn dạng cho nó trăm sai sáu phần bảy máu và nếu cứ tha rồi dạ cả khọt luôn ấy dạng tàu kết ông pi ở dụ hai nít tệ vị thi khọt luôn nữa tàu thôi mà tiệt về là khọt cái hai nít tệ vị thi cứ miền bệnh chết chỗ ba nâu miệt tra chất cao sắp phẩm phẩm cái thà khót luôn ta thơ gầm nọt hẹt vô mình mên chất khót kế ọt miên thơ gầm nọt hẹt hơi trâu ôi đầm nâng kê nhằng mách cái thà tim mũi trâu chun đầm nâng đó sầm mấy khuôn là trâu kê khót nọ ôi gọt đăng thà lâu ní kê khót luôn khót ấy prap bì mù là hẹt để trâu khót luôn hơi tì bí prap sứt khót ôi gọt rô mê tử vi gọt miên sứt khăn ông ká xoay rô mê tử vi xìm xính đôi miên chay nọc nóng miệt trá cao sắp phẩm bầy và hơi bảo sân chia miên cạn này chạm bạch nó không ca dâu chùm lại ếp xem xế nâng cứ tha ôi sật gọn và rô nẹ bọ prae và nâng cứ tha rô nẹ bọ prae và bây ní cứ tha dương trâu bình chạy ông phi tha nẹ bọ prae nâng đôi đồng phơ dùm phi bàn
chúm riệp chú nữa thà ọt ai vô mình trên cô bà dụt thô mà thua nè bọt trai ở cô đấy là nó không cạn đấy để chôn bọt đấy ấy để con ọt chê phía xa không ai ở dưới đáo mất á nâng trâu rô nè bọt trai ở con hơi tác nó không cầm nọt hai khuất luôn ấy trâu miên đi tê dòng mạch lá cứ dương khơi nó không biết ra cao sập bụng bẩn nâng cứ thà tim muối trâu miên chú mua nâng thẳng nạ rộp bọt mình trên cô bà dụt thô để bán bóng góp ở khuất luôn tí bí át tạ sinh nhan này bộ cô để trâu khuất luôn tí bây mù là hẹn để cả khuất khuôn tí bốn tháng ngày khai chân nam nâng mong để chạm đàm khuất khuôn nâng tí prám ca oi đầm nâng ông bí sức để bàn bà nhạc nâng nóng miệt ra cao bùm bấy việc phòng nâng sức rô mê tù vi để bàn bình chạy chú nằm bánh mánh nâng mùi tiết cứ ông bí nẹ bọ prai cứ tha oi sức prap con vì nẹ bọ prai rư có bà sân chia con mình chơi ấy tí dân rô nẹ bọ prai còn mà cứ trâu mình chạy thành miền nẹ ná chỉ nẹ bọ prai hay cầm nọt hai nít trâu miền cả châu hạt lấy khá rưu bất đận mà riêng đáy bỏ chuồn khuất khuôn nàng bà sân chìa còn mình chơi hà xò tí cứ thà trâu an môn đục môn nàng oi gọt bất đận bị đáy trâu an oi gọt sạp rưu có oi gọt an khuôn ai và chơi hà xò oi gọt an khuôn ai mơ thà ta cầm nọt hai để kì xê nàng trâu trâu ấy bà ọt chơi tí an oi gọt sạp hay trực châu nít tê thả con ọt chế hay bàn à nói sạp nè hay bịa thả phát đận mà riêng đáy ní mù là hát ấy bàn chú bạm ní kì xê thả phát đận mà riêng đáy bố kì khlai thả đặng mê đáy đó nè nâng ọt miền mê đáy bàn sẽ phát đận tiết chẳng kì đặng mà riêng đáy đó chẳng đồng bông kế cứ kì dấu mê đáy xa nè bà xa nè nâng ọt mê đáy bàn châu mà riêng đáy bà tọa nè đặng mò bà nế chìa cả bạc tù lì chú bạm mối đồng bây nghi xu nè không kà nè bọn hay bẹp bòn chỉ môi nâng cả khuất khuôn này tiệt sáu bà sân chỉ ao cọt rô mê tử vi cái tham mình men rô phliêm ấy chỉ bảo nếu miệt ra cao sập vùng bấy bạn mình chế hết tha đo đặt tha hô thì giờ pe mà phải buồn màu cào bị cả khuất khuôn nâng tấu bán cọt miễn sức tấu rô mê tử vi là cọt tẹt tôn đó hay chui bắt đầu một chụp bài cột giáng ở cọt ai rô mê tử vi mà chụp cọt bàn nào pe là cọt bàn chụp mà chúm môi nâng mê tử vi nâng cái tha ao chụp bàn tại xàm sập nhật tì đề nó có nông dạp bê này ca khuất khuôn nâng bà xoan tình đi chúm môi mê tử vi hơi ca xoan tình đi anh ấy cái tha gọt phơ tấu bàn mà đón xàm sập nhật tì nâng hỏi ọt ao ấy kê tử lùi sạch đạp hơi bà nè bà gọt ai xoan tình đi cái này gọt tích tấu tha ao mần tây gô bà dụt thôm nè tổng quý sạch đạp mới còn dây phí sấy nâng ọt hề bà hơi môi tiết cứ tha rồi chúm nuôi cụ bê ở gọt đá và sân chìa miền ca chạm bách đồng bây bình nất sau cấp hiệp thật ta ca khuất khuôn nó việc bác bó là sau cấp hiệp khuất nhàng mạch lạc khăn nóng ca tục khuất cả lãnh khuất khuôn nóng bác bó nhàng mạch đấy nâng trâu miền cụ bếp mà bình nất hay cụ bếp nâng bê lại khuất mơ trâu khuất khơi tham miền chấm nội xâm khăn ná khuất thơ là bài ca mùi đã chạy vì nhiều bản bát đồng bây đã chôn được nóng nhiều bản bát sau cấp hiệp nóng đã chôn được nóng xâm nồng rường và hay chấm bút ca khuất khuôn anh đi từ chuẩn vinh anh có chia cả tập cái bom trời của bài thoát trâu chun po đầu miền trâu đó ở bốc mà đai rứ anh áp chia ba sọt ba bà đó ở bom anh đi từ chuẩn bà mình về thật khuất rồi ọt bạp bom miền trâu bốc mà đai thì anh cứ chia chấm nơi sầm khăn để miền trái nó nóng biệt ra mà rồi bà hay chấm bút ca khuất khuôn cái lạnh còn rìa bột hát rứ cái lạnh nó cố ba dự định thua nó cứ tha ông gặp hiệp có môi mối trong miền bình chi nông ca khuất khuôn nè bà bình chi thả ta trong nông bình chi nó miền châu ấy khác thì môi miền châu mua nó thành nặng rồi bỏ mình trời nó cố bài dự định thua nó bằng cọp ở khuất khuôn thì pi ạt tạ sinh nhàn rồi bỏ bộ cô để khuất khuôn thì bấy ngày khai chân nam nông mong để chạm vào nam khuất khuôn nông mình chọc ca khuất khuôn thì buôn châu mua nông thành nặng rồi bỏ chào crom đại an nhàn ở bọn to ca khuất khuôn tì prám chú mô rộp bọc rù pết đại bàn bình nất bọc cổ khuất khuôn nâng tì phẩm mối bọc hết nây sức đầy xâm rạch rộp bọc hà nhà thô đà la ká đại phót cầm nọt nâu bê phót cầm nọt nâng ká khuất khuôn bà nâng cư miệt trà mở rối mối bàn bình chạy hay lớp bình nít tiết có trâu miên cầm nọt hết xà rộp nây ká khuất khuôn bà nâng cư miền cháy nâu miệt trà mở rối pi nâng bình chạy tha ta trở thư cầm nọt hết xà rộp nâng xây khá tìm mối miền chú mô thần nạ rồi bỏ một trời cô bà dụt thò đại bóng cọp ở khuất khuôn à tạ sinh nhan rồi bỏ bộ cô đại trâu khuất khuôn mù là hẹt này ca khuất khuôn ngay khai chân nam nâng máu đại bà đàm ca khuất khuôn bài bọt này ca chú nằm nâng đọc rỉ nhá
bài bọt này cả chú nằm nắng đòi ăn là lõm tám miệt ra mà rồi em bánh mánh cứ chú nằm nắng thật đó bụng mặt đáy và khót luôn ăn đi tự chuẩn Thật là nó cũng ảnh lắm vậy chứ mà thầy mình mới có mình bà xa với vẹn quân nâng và thiên đạp bọt bao nhiêu nâng cái tâm thầy đi tự chuẩn Bạn xong với cả bà chấm nắp ở rộm chứ chống cơ rối cứ tẹo tồn và chấm nói xâm khăn môi chấm nôn cứ không có khăn này kẻ hạ thà mở ca bằng bình bê sạc khám rồi bỏ một tầy nó có bà dưới thó nó cứ bê sạc khám rồi bỏ nó có bà dưới thó cứ thật khổng cả đất nôn nâng ca xâm rộp nốt bỏ bê rê ở nhà chứ tu tơ bần tế cao na ăn ở vọt đầy ca ở chặt chặt ở xu chấm nốt cứ nó có bà dưới thó thật khổng cả thá cả đất nôn nâng xâm rộp nốt bỏ chào khổng sợp xu tại chứ tu tơ cứ bê sạc khám rồi bỏ nó có bà dưới thó thật khổng cả đất nôn nâng xâm rộp nốt bỏ về nhàក្រៅពីនេះនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃការដឹកនាំសម្របសម្រួលរវាងរបស់ព្រះញ្ញាទៅលើសកម្មភាពរបស់នគរបាលយុធធัวគឺមានទំនាក់ទំនងមួយរវាងនគរបាលយុធធัวជាមួយនឹងព្រះរាជញ្ញាដែលជាពិសេសគឺជាទំនាក់ទំនងរាជការហើយជាគោលការណ៍នៅតាមក្រមនីតិវិធីព្រំដែនថ្មីនេះគឺមានតែមន្ត្រីនគរបាលយុធធัวទេដែលមានសិទ្ធិរាជការផ្ទាល់ទៅព្រះរាជញ្ញាចំណែកភ្នាក់ងារជាជួចជំនួយរបស់មន្ត្រីហើយចង់រាជការមកមន្ត្រីត្រូវតែរាជការមកព្រះរាជញ្ញាហើយក្នុងក្របខណ្ឌនេះគឺដោយបានកំណត់នៅក្នុងមាត្រា89នេះគឺបានថាការណាមានបទក្រិតឬបទមិនឈើមជាក់ស្ដែងក៏បានដឹងទៅតែរីការភ្លាមទៅព្រះរាជញ្ញាដើម្បីផ្ដល់ការណែនាំដើម្បីចាត់វិធានការដូច្នេះហើយនៅក្នុងក្របខណ្ឌនេះគឺទំនាក់ទំនងរីការនេះគឺប្រសិទ្ធភាពហើយដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពនៅការថានិយត្តភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃការស្វែងរកភស្តុតាងក៏ដូចជានិត្យានុគមភាពនៃភាពស្របច្បាប់នៃវិធានការដែលផ្សេងៗរបស់នគរបា
ីឃើញថាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនឹងក្របខ័ណ្ឌនៅពេលក្រមនេះជួយធរមានគឺចាប់ពីថ្ងៃ30ខែសីហា2007ហ្នឹងគឺខាងអัยការតឡាការក្រុងគេបានធ្វើគម្រោងមួយល្អគឺហៅថាឲ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងមាន7ខណ្ឌដូច្នេះក្នុងមួយខណ្ឌគឺមានគេគាត់ចាត់ឲ្យមានព្រះអញ្ញារងមួយទួលបន្ទុកហើយបញ្ជូនលេខទូរស័ព្ទទៅដល់ខាងអង្គភាពកងរាជវុធហັດហើយនឹងខាងនគរបាលយុតិធធអង្គភាពនគរបាលកាលណាមានបទល្មើសមានបញ្ហាតាក់ទងគឺត្រូវរាយការណ៍ហើយពេលហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺតាក់ទងបានហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំបានចង់បញ្ជាក់គឺថាក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការស៊ើបអង្កេតនេះគឺការសម្ងាត់នៃការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះគ្រប់បុគ្គលដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងមាត្រា83នៃក្រមនីតិវិធីព្រំតាន់យើងរួមមានទាំងនគរបាលទាំងមេធាវីទាំងតំណាងអัยការកងរាជវត្តមន្ត្រីអ្នកបកប្រែទាំងអស់ត្រូវតែរក្សាការសម្ងាត់ហើយមានតែព្រះរាជអាជ្ញាមួយគត់ដែលច្បាប់នេះបានកំណត់ថាអាចនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈកាលណាខ្លួនយល់ឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយដឹងឮជាសាធារណៈខុសពីការពិតគឺហេតុអីបានវាមានការផ្សព្វផ្សាយខុសពីការពិតពីព្រោះថាមេធាវីឬក៏មន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌គាត់មានកាតព្វកិច្ចរក្សាការសម្ងាត់ប៉ុន្តែភាគីជាពិសេសជនរងគ្រោះឬក៏អាចថាជាពិសេសគឺយើងសង្កេតការចាក់ស្ដែងជនរងគ្រោះដែលបានដឹងព័ត៌មានពីមេធាវីមកគាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយទៅផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកកាសែតឬអ្នកសារព័ត៌មានហើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសារព័ត៌មានចុះទៅដើម្បីគេថាប្រមូលផ្ដុំមតិមហាជនគៀបសង្កត់ទៅលើដំណើរការនៃការស៊ើបអង្កេតដូច្នេះនៅពេលដែលយល់ឃើញថាព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយនេះវាខុសពីការពិតព្រះរាជអាជ្ញាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាសាធារណៈមកនេះគឺជាចំណុចសំខាន់មួយហើយគ្រប់នគរជាពិសេសនគរបាលយុធធរឬកងរាជវហិតកាលណាផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកកាសែតគឺជាការបំពេញទៅលើគោលការណ៍នៃការសម្ងាត់និងអាចទទួលខុសទោសព្រមទណ្ឌតាមច្បាប់ជាធរមានបាទចា៎បាទសូមថ្លែងអរគុណបាទលោកគឺឯកឧត្តមជាឯកឧត្តមចា៎ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទឹកទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងក្រោមប្រធានបទបេសកកម្មរបស់នគរបាលយុតិធម៌នៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាតើនគរបាលយុតិធម៌របស់យើងបំពេញនូវតួនាទីយ៉ាងដូចម្តេចដើម្បីស្វែងរកយុតិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅប្រធានបទលើកក្រោយយើងខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទមួយទៀតដែលស្ដីអំពីស្ថាប័នអัยការតើស្ថាប័នអัยការមានតួនាទីយ៉ាងណាខ្លះសូមគំភ្លេចរងចាំទស្សនានៅកម្មវិធីលើកក្រោយទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះដែរយើងខ្ញុំសូមគោរពលាសូមថ្លែងអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់លោកអ្នក